Cơm nước thế này không nuốt nổi. Dạ rồi, ăn lắm thì chỉ tổ khó tiêu được cái gì. Này, bác không thích ăn thì bác đừng có áp đặt người khác nhé. Chúng tôi vào đây đóng tiền đàng hoàng thì bữa cơm cũng phải đầy đủ chứ. Thế nào? Thì đầy đủ cả rau cả thịt đấy thầy. Này này, ông nhìn xem, thịt thì thái mỏng như lá lúa ấy, còn rau thì có vài thái thế này. À, thôi đúng rồi. Hình như là ông có cổ phần ở trung tâm này, cho nên ông cố ăn bớt ăn xén để chia chác chứ gì. À. Ông ăn nói nó hàm hồ vừa vừa thôi. Trước khi mở miệng, ông phải động não lên chứ. Trông bảnh bao lắm. Gò bó chết cũng được. Họp xong rồi cháu cởi ra liền. Ê, chỗ của cháu là kia. Thôi, cháu ngồi nghe thôi. Chú điều hành, chú ngồi ở đó đi. Cháu thay mặt giám đốc thì vị trí của cháu phải là chỗ đó. Nhá. Với cả bây giờ mình đang ở công ty, đừng có chú, cháu, cháu. Thế cháu phải xưng hô thế nào? Gọi là phó giám đốc và xưng tôi. Mình là lãnh đạo công ty, mình phải biết tạo dựng cái sự uy nghiêm của mình với nhân viên. Đừng có xê xoa quá. Vâng, thưa phó giám đốc. Với lại, cháu cũng phải quen dần đi. Nhất là sắp tới, giám đốc lại chuyển giao công ty cho cháu. May quá, em cứ tưởng em đến muộn. Chú ạ. Em tới đây làm gì? Sao lại làm gì? Em vừa ký hợp đồng. Từ bây giờ em chính thức làm nhân viên của anh đấy. Chú, sao không ai nói gì với cháu? Vụ ngộ độc ở công ty Gia An giải quyết thế nào? Dạ, vụ đó đã xử lý xong rồi ạ. Xong kiểu gì? Bên đối tác đã thừa nhận công ty La La không liên quan đến vụ ngộ độc thực phẩm ở bếp ăn công nghiệp ạ. Những việc đấy thì cô biết hết rồi. Cô chỉ không biết cái việc mà Gia An nó đã dùng tiền để lo lót. Nó còn dùng cả dân xã hội đen để dằn mặt nhau. Đúng không? Sao không nói? Cháu không hề biết Gia An làm chuyện đó ạ. Đây là cách giải thích của cháu về việc này. Lâu quá rồi không gặp nhỉ. Cháu của bà đẹp trai phong độ đấy. Cháu trai của bà khác xưa rồi. Đây là chị Phương, trợ lý của bà. Tôi làm mọi việc theo yêu cầu của giám đốc giao phó. Tốt nhất hãy tự làm tốt công việc của mình đi. Này, chị có tư cách gì mà chị nói ra ở tôi đấy, hả? Nó là đứa thông minh, nhưng nó sống quá bản năng. Vậy chị vẫn quyết định để cho Gia An làm giám đốc? Tiếp tục sự nghiệp, đấy là bổn phận và trách nhiệm của cháu. Cháu xin lỗi, cháu có công việc của mình, chứ không phải công việc của bà nhét vào tay cháu. Mà bà có nghĩ rằng việc bà đối xử với cháu nó độc đoán, độc tài thế nào không ạ? Bà không thương lượng, bà chỉ thông báo thôi. Sao chuyện gì chị cũng về ton hót với bà tôi thế nhỉ? Cháu không thể chịu đựng được cái cảm giác suốt ngày bị cậu ta mỉa mai. Tôi thì chán nhìn cái bản mặt của chị rồi. Cháu có biết vì sự ích kỷ của cháu mà cháu biến bao nhiêu người không liên quan thành trò cười không? Cũng vì bà cứ dồn ép cháu. Bà mất tích rồi. Chị ta chỉ là trà xanh thôi. Anh rủi ôi. Ôi, ông không nhìn à? Nhìn cái gì? Mắt bà cái song song nhìn trời.